xin chào bạn. Có nhiều bạn hỏi mình mua sốt Tabasco đâu á. Đây nè, cả đống luôn nè. 1, 2, 3, 4. Nhiều loại lắm. Đây là sốt tiêu xanh. Nhiều loại sốt lắm. À, cái chai này là mình thường ăn nè, cay. Còn cái chai này là cái chai này nhãn trắng chứ. Nhãn trắng nè, có nhiều kích thước lắm. 330ml, 350ml, 287.000. Còn chai 150ml thì 152. Cái chai là chai nhãn trắng nè. Còn cái chai này là nó chua chua. Nó chua chua cay cay. Còn cái chai này là cay lắm nè. Habanero sốt á. Còn này là pepper sốt. Có một loại nữa là sốt tiêu tỏi. Chai này mình chưa ăn thử. Ăn với hải sản, pasta, thịt nướng. Này mua này thử coi. Còn cái này nữa, con sốt tiêu. Cái này dùng để trét lên đồ nướng. Cái này sốt tiêu xanh. Không biết nó giống như tiêu của mình không biết. Đây, xanh lè xanh lét luôn. Giờ ra mua chai này ăn thử luôn, coi mùi vị nó làm sao. Không biết ăn với cua được không, cua tôm. Đây là siêu thị Ân Nam các bạn, bán đồ ngoại nhiều lắm. Những đồ nhập á, gia vị đủ thứ hầm bà lằng. Chút nữa mình qua kia là cái khu bia, nhiều loại bia nhập lắm các bạn. Mấy loại bia mình cũng mua trong đây nè. Còn nếu mà các bạn mà ở thành phố mà đi mua Tabasco với lại Ân Nam hoặc là trong Vinmart á, cái này thì mình ăn rồi nè, thử rồi nè, review rồi. Cái này review rồi. Cái này nè, cái này là chai nhỏ 60ml, 150ml. 60ml là 67.000, 152.000, còn 350ml là 287.000. Còn mấy cái chai nhỏ trên đây thì đồng giá. Có cái chai này là mắc nhất nè, nhỏ mắc nhất, ngon. Chai này là ngon nhất. Theo cảm nhận là chai này ngon nhất nè. Còn chai này chưa ăn. Để mua thử chai coi. Với lại chai này có thể ăn với hải sản được nè. Seafood, pasta với thịt nướng. Đó, mua hai chai. Cái này đậu nành phủ nghệ, ăn ăn chơi. Cái gì? Quá nhiều đồ. Nhiều quá trời luôn, sốt. Sốt ăn sandwich. Cái này là gì? Pico. Cái này giống như mứt. Ở đây có cái sốt con gà nè. Các bạn thấy những trong cái clip mà nhà hàng ở Việt Nam ở nước ngoài là nó có đây nè. Vì không, hình như cái này cũng sắp mở nhà máy ở Việt Nam hay sao, hay là nhập về Việt Nam hay sao á. Các bạn xem những cái clip Việt Thảo á, ông đi ăn nhà hàng Việt Nam là có những cái sốt này nè, sốt tương gà. Đang quay.
bột ớt. Ở trong đây là hương liệu nữa các bạn, như cái hạt hương á, hạt thì là hạt hương thảo, hạt thì là vàng hả? Vàng hết hả? Ok nó, lấy uống thử đi. Đi. Ôi. Không à. Toto. Rồi, xong rồi các bạn đi về. Các bạn mà mua Tabasco hoặc là bia các loại mà vô Ân Nam là nhiều lắm. Hàng nhập. Rồi, tạm biệt các bạn.